Ở đây thì em đã set up xong con lưng tiếng EX300 này. Đối với em thì em sẽ ghép với một combo gồm có một con đẩy DK P2008. Đấy, một con quản lý nguồn thì không tính vào, đây là một con quản lý nguồn điện đúng không ạ? Và ghép với một con vang cơ của Revelcotic có model là KM330 Pro với con lưng tiếng này. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Heo Audio. Tiếp tục hôm nay đây thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác, đó là một sản phẩm nâng tiếng, là một trong những cái thiết bị để nâng cấp bộ dàn karaoke của mình lên. Đây là một sản phẩm nâng tiếng chính hãng của DVL Cotic, và nó sẽ có cái gì, điều gì đặc biệt và chất lượng của nó như thế nào thì các bác cùng đi hết cái video này của em để đánh giá chi tiết về cái sản phẩm này nhào nhé. Với cái thiết kế màu đen xen lẫn màu trắng đối với con nâng tiếng này thì cho người xem được cảm nhận được cái độ sang trọng của con nâng tiếng này. Đặc biệt là kết hợp với cái một nút ấn nguồn đấy, được làm bằng inox này thì cho ta cảm giác rất là thích và xịn sò đối với con này đúng không ạ? Và model con này có model là như thế nào thì các bác cùng đi với em. Đây là con model của con là EX300 DB Acoustic Plus, và là một con nâng tiếng chính hãng và là con nâng tiếng cao cấp gần như là nhất nhì ở trên thị trường hiện tại. Và con này sẽ gồm có tổng cộng đó là hai kênh, đó là một kênh chỉnh loa đấy, chỉnh loa chỉnh súp đấy, em gọi là hai kênh. Thì loa thì sẽ có hai phần, đó là chỉnh loa bên trái và loa bên phải, thì được bố cục phân đều rất là rõ ràng đúng không ạ? Ở giữa của nó sẽ được thiết kế đó là một màn hình nét, và chúng ta đi tí nữa chúng ta biết được cái công dụng của màn hình nét này của nó là như thế nào nhá. Và các bác có thể để ý ở đây có những cái nút ấn này, và tí nữa em sẽ bật lên và test cho các bác cùng xem. Đi về mặt đằng trên của con này, với cái thiết kế của con này thì là được nhập khẩu bởi công ty SAL. Đấy, được nhập khẩu công ty SAL và là nhập khẩu nguyên chiếc. Và cái chế độ bảo hành của nó rất là tốt đối với con sản phẩm DVL Cotic này. Các bác có thể, như em đã nói rất là nhiều lần rồi, các bác có thể điện thoại qua số điện thoại này hoặc là cào mã vạch ra gửi tin nhắn để được cái bảo hành tốt nhất đối với sản phẩm này. Đấy, về cái mặt đằng sau của con này, về cái mặt đằng sau của con lưng tiếng này thì lô model đó là EX300. Đấy, EX300 và có mã QR đây. Vẫn là cơ bản của dòng lưng tiếng thôi. Channel 1, Channel 2 gồm cho hai kênh của loa, và kênh của súp thì gồm có một jack ca lông và chỉnh bằng tín hiệu. Và đối với phần output và input của nó có thể cắm được bằng dây tín hiệu, nhưng mà theo em nghĩ và tốt nhất thì con này thì có lên cắm bằng jack ca lông để cho nó chắc chắn và được đảm bảo hơn đúng không ạ? Và bây giờ thì các bác cùng em bây giờ các bác cùng em đi vào đánh giá chi tiết cái sản phẩm này và biết cái công dụng của con nâng tiếng EX300 này nhào nhé. Ở đây thì em đã setup xong con nâng tiếng EX300 này. Đối với em thì em sẽ ghép với một combo gồm có một con đẩy DK P2008. Đấy, một con quản lý nguồn thì không tính vào, đây là một con quản lý nguồn điện đúng không ạ? Và ghép với một con vang cơ của Revelcotic có model là KM330 Pro với con nâng tiếng này. Thì trước tiên thì các bác dùng nâng tiếng thì các bác lên để tất cả đèn ở đây nó sáng lên, có nghĩa là như thế nào? Đèn không sáng có nghĩa là không qua lưng tiếng, và đèn sáng là sẽ là qua lưng tiếng. Các bác cứ hiểu như thế cho em, và tất cả các đèn, bốn đèn này các bác lên để cho sáng lên. Và không để các bác chờ đợi lâu nữa thì em bắt đầu tiến hành test chất âm của con này nhé. Khi mà không qua lưng tiếng và qua lưng tiếng để em sẽ xí cho các bác cùng cảm nhận qua nhá. Đây là sẽ không qua, các bác nghe qua nhá. Now
nha. Đối với con này thì em đã thử cho bác qua, đó là phần không dùng qua lâm tiếng và dùng qua lâm tiếng rồi, và các bác có thể cảm nhận được qua cái độ lâm tiếng nhào. Đây là một trong những cái thiết bị mà không thể thiếu được trong bộ dàn đối với những người mà yêu âm thanh hiện tại, đúng không ạ? Một trong những cái thiết bị gần như không thể thiếu, bởi vì nó là một cái sản phẩm để nâng cấp và nâng tiếng bát, tiếng tép lên rất là sắc nét, và độ chuẩn xác của con lâm tiếng này là như thế nào. Và em sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách dùng trước đối với cái sản phẩm con này. Đấy, thì con này thì sẽ có ở đây là phần hai kênh này thì rất chắc chắn là như nhau, đúng không ạ? Coi xa ra cho các bác cùng nhìn. Hai kênh này chắc chắn là như nhau. Thì ở đây sẽ là phần chỉnh bát. Nếu mà các bác nhiều thiếu bát thì các bác có thể vặn to cái phần bát này lên. Thiếu tép thì vặn to phần tép này lên. Còn đâu, hai cái phần chỉnh nhạc ở đây thì bác lên để ở tầm giữa các bác nhá. Nên để ở tầm giữa. Đấy, còn đâu, đây là cái phần chỉnh tần số sub và volume của sub. Đấy. Model của DB Acoustic EX300 đây, đúng không ạ? Và khi mà nhạc lên thì cái màn hình này nó sẽ nháy theo nhạc một cái rất là đẹp luôn. Các bác cùng xem với em. Khi mà qua con nâng tiếng thì nó đã nâng cấp lên rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy là một cái thiết bị để nâng cấp lên. Tiền vào thì chắc chắn là nó phải nâng cấp lên và cao cấp hơn, đúng không ạ? Đấy, nói cho dễ là đập tiền vào thì chắc chắn là nó phải đẹp hơn hoặc là xịn hơn, đúng không ạ? Thì đấy là vừa rồi thì em đã cho bác xem qua về cái sản phẩm, đó là nâng tiếng DB Acoustic EX300. Đấy, một sản phẩm chính hãng. Đấy, với giá ở trên thị trường hiện tại nó dao động vào từ 1.800.000 đồng đối với một sản phẩm nâng tiếng này, và đã bao ship và gồm có cả dây jack đầy đủ. Đấy, các bác nào cần quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp bên em, một video review chi tiết cụ thể cho bác. Và cảm ơn các bác đã xem hết video này nha, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.